Đó, thưa quý vị, rất rất là lâu rồi Minh Dũng không có xuất hiện trên cái kênh YouTube của Cát Tường. Hôm nay là triệu hồi bạn ấy qua đây. Hôm nay là rảnh rỗi, thứ nhất là tôi bị bể xô đó, rồi tôi mới gọi điện Dũng, hôm nay chị bị bể xô nè, qua đây đi. Chứ bây giờ hả, tao làm cái chương trình mới bữa giờ là rất cả chục số rồi mà chưa có người ta vô hỏi sao không thấy Minh Dũng nữa. Tại vì chị phải thông cảm cho em. Cái thứ nhất là thời gian qua là mình bị giãn cách rồi 4-5 tháng, cho nên là không có thời gian để gặp nhau. Và cái điều thứ hai nữa là vừa rồi là gia đình em bị 3 ca F0, cho nên là em sợ là coi như là em qua bên chị rồi em cũng lây lan cho chị. Tại vì em là cái người trực tiếp chăm sóc 3 cái ca F0 đó, nên em cũng sợ là dính dáng gì tới chị. Quá lành quá, được rồi, thôi lành quá, được rồi. Bữa nay qua rồi, ok. Bây giờ hôm nay Tường sẽ dành cho Minh Dũng một cái câu rất rất là khó luôn quý vị. Ủa, nhưng mà chương trình này là chương trình gì vậy chị? Chương trình này là chương trình suy nghĩ của tôi. Suy nghĩ của tôi nha. Là tôi là em á, còn dạ. Tôi là chị đó. Em có suy nghĩ của em, mà chị có suy nghĩ của chị, mà khán giả có suy nghĩ của khán giả. Rồi. Là cái này mình không có cãi lộn, không có gây lộn, mà mình tranh luận. Phân và tách và tranh và luận thôi. Okay. Nào, uống đi cho tỉnh táo đi, nghe câu này xong xỉu nè. Một cái câu này mà tôi nghĩ rằng là chưa chắc người ta đã hiểu hết cái ý của nó, nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhớ là phân tích có nghĩa đen, nghĩa bóng đàng hoàng nha. Rồi, em biết rồi. Rồi, cái câu là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cái câu này là được một người khán giả của Tường đã comment trong kênh YouTube là chị ơi, chị hãy phân tích cái câu này đi. Một cái bạn đó Tường nhớ cái nick là nick ở nước ngoài. Đó, phúc bất trùng lai. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Câu này ý nghĩa gì? Xin mời Dũng. Thì trước tiên á, mình nói tới cái ý nghĩa của cái câu này thì em nghĩ là hai cái câu này nó có liên quan tới một cái câu chuyện, một cái story đàng hoàng. Phúc bất trùng lai có nghĩa là một cái câu chuyện liên quan tới gia đình của cái bạn Phúc này. Cái bạn Phúc này ăn ở bất hiếu, bất hòa trong gia đình, cho nên nó là coi như là coi như là bị giống như là đi dẫn, coi như bị biết đài rồi trùng trùng điệp điệp á, rồi xong mà lai qua tới nước này nước kia, rồi cuối cùng mới là coi như nó sống một cuộc sống cô đơn, mà coi như là ý chí nhục nhã. Quả vô đơn chí là sống cô đơn, ý chí nhục nhã là coi như là nói là cái bạn Phúc này là sống không có thuận hòa trong gia đình, không có đức á, cho nên là giờ coi như bạn ấy cuộc đời của bạn ấy không được bằng phẳng đó, vậy đó. Câu nó vậy là đó. Câu chuyện của bạn Phúc, cái câu chuyện bạn Phúc trong cái câu này phúc bất trùng lai đó là bất hiếu. Phúc nè, bạn Phúc nè, bất là sao? Bất là bất hiếu, bất hòa anh em trong gia đình, sống không có được lòng mọi người đó, kiểu như vậy. Rồi xong cái giống như kiểu mà kiểu như là sống cái kiểu đó, cho nên là ở trên nó mới ghét, mới đầy bạn đó, cho như là sống một cái cuộc sống nó không được ổn định đó. Rối não quá quý vị, rối não quá, không ai uống miếng ly cà phê xanh đi cho nó tỉnh táo rồi nói tiếp. Nếu mà em nói ủa vậy là cái đó nghĩa đen hay nghĩa bóng, thì đó là cái câu chuyện của em, là thì, câu chuyện của Phúc đó là nghĩa đen hay nghĩa bóng, thì nó là nghĩa đen, nghĩa mà trần trụi á. Trần trụi, nghĩa trần trụi là đó. Thằng Phúc nó bất hiếu nên là cái nó rồi nó bị đày đi đây đó, sống cô đơn, sống cô đơn. Sống cô đơn, cô độc, sống mà coi như bị giam cầm ý chí nhục nhã. Ý chí nhục nhã, nó có ý chí nhục nhã. Nếu mà em nói phân tích mà từng chữ trần trụi á, thì á Phúc là không phải cái thằng tên Phúc mà Phúc là Phúc Đức. Phúc là cái Phúc Đức. Ủa tại sao không chịu nói là Phước Đức mà gọi là Phúc Đức? Thì người phải có nhiều người, Phước là Phước Lập Thọ, là ba cái ông nó gọi là ông Phước là ông Thọ. Nếu vậy thì là còn... cái ông Phước, ông Phước ổng sống bất hòa bất hiếu. Thôi tao lại mày Dũng. Trời ơi, moi ra ba ông tổ ông tiên mày nói luôn. Phúc là Phúc Đức. Bất cái này không phải là bất hiếu mà bất có nghĩa là không. Hiểu chưa? Phúc bất là cái phúc là phúc đức, bất là không. Trùng là trùng lập, trùng là lặp lại á. Không phải trùng chỉ nấu hủ tiếu hả? Cái đó là thật. Đúng không? Là trùng lai là không có lặp lại. Có nghĩa là cái phúc đức á của con người mình á thì nó sẽ không bao giờ lặp lại. Đó là nghĩa đen. Mà cái họa là tai họa. Mà vô á, vô là coi như là vô vọng. Vô là vô tuyệt vọng mới không vô vọng tuyệt vọng. Đơn là đơn độc. Cái đó là nãy em nói cái gì mà đơn độc đó, cô đơn độc đó. Chí là coi như là nó làm cho mình nhục chí. Chị nãy em cũng nói cái đó chí thì em hơi trúng một chút nhưng mà em qua cái câu chuyện của thằng Phúc là em tào lao. Hiểu không? Là ý nói là cái gì, là cái nghĩa đen của cái câu đó có nghĩa là cái phúc đức á
thì nó sẽ không có lặp lại. À. Nhưng mà cái tai họa đó thì nó sẽ là tới cái lúc mà mình có cô đập, có một mình, nó liên, nó ập mình vô người mình vậy đó. À. Nó có nghĩa là khi mà cái họa mà nó đến với mình một cách gọi là bất ngờ. Đúng rồi, nó bất ngờ rồi xong rồi có thể mà là... đơn chí là lúc họa nó đến thì mình đơn đặt có mình à. Ừ. Kiểu khi mình có phúc á, thường thường mà mình có phúc á, ví dụ như mình giàu có là có phúc đúng không? Là xung quanh bạn bè nhiều lắm. Đúng rồi. Hiểu chưa? Mà có phúc thì xung quanh mình nó mới đông. Ừ. Chứ còn mà mày có họa đó là người ta né ra hết. À, ta né thằng Dũng F0 là ta né hết. À, hiểu không? Giống như kiểu mà giờ ta nói giống như kiểu mà ta hay nói câu mà lúc mà có tiền á, thì bu quá trời bu luôn, bạn đó. Bè trời ơi xum xuê lại đến đó. Khi mà coi như lúc mà mình bị họa hay là cái gì đó, đó. Kiếm một người bạn không đó. Ra đó. Là cái ta gọi là họa con... vô đơn chí. Nó là như vậy, đó. Nó là cái nghĩa đen. Thì nếu mà mình muốn phân tích từng chữ đó thì phải phân tích như vậy mới đúng. Ông nội chứ không có cái vụ thằng câu chuyện thằng Phúc nha không. Rồi còn bây giờ mình đi cái nghĩa bóng, tại vì bất cứ một cái câu nào của ông bà mình ngày xưa đều có cái nghĩa đen, là cái nghĩa mà đọc ra phân tích từng chữ là hiểu. Đúng nhưng rồi. Nó có cái nghĩa bóng là cái nghĩa mà nó rộng lắm mà mình phải là coi như lập luận, mình suy diễn ra. Rồi nghĩa bóng là gì? Nghĩa bóng hả? Nghĩa nghĩa bóng, bóng nghĩa bóng. Nghĩa bóng là nghĩa nó bị bóng. Nó bị bóng á, cho nên là thì cái nghĩa bóng ha, nghĩa bóng thì nó cũng giống nghĩa bóng sao thôi chị nói luôn đi. Cái gì tao mời mày vô đây chi? Mời vô để có cái ý riêng của từng người. Chứ còn ý chị rồi chị nói mình chị được rồi. Mời thì, em vô để em nói mà. Thì là cái nghĩa bóng á là ý là trên cái dựa trên cái câu đó là giống như người ta khuyên răng mình vậy đó. Giống như là kiểu mình sống là mình phải tích đức, mình phải tu tâm, mình dưỡng tính để giống như là cái phước đó đến với mình á thì nó chỉ đến có một lần thôi. Nhưng mà cái quả thì có nghĩa là sao không, cái phước mà nó đến á thì cái cơ hội nó đến là mình phải chụp liền. Đúng. Mình phải chụp liền đó để mình hưởng cái phước đó. Chứ mình đừng có buông là coi như mất luôn đó. Phải biết nắm bắt cơ hội. Dạ đúng rồi. Rồi còn cái quả mà nó vô mình, nó vô bất ngờ luôn, nó vô bất ngờ một cái là coi như mình xử lý không kịp. Đó là cái câu vậy đó. Ủa thì sao mà diễn tả rồi cũng giống cái câu nghĩa bóng, nghĩa đen hồi nãy. Ủa phải không? Chứ theo có banh ra được cái gì bự đâu. Ủa? Nó nghĩa là cái nghĩa bóng là phải đi cái ý nghĩa nó xa hơn ngoài cái câu đó để mà ông cha mình đang khuyên răn mình cái thì gì. Thì khuyên răn là coi như là sống là phải tu tâm tích đức nè. Rồi, cái đó để đúng. coi như là mình để phước lại cho mình, cũng giống như để phước lại cho con cháu của mình. Để sau này thí dụ mà mình có gặp họa hay cái gì đó thì sau này là có người đến giúp đỡ mình, chứ không có mình, không có đơn độc, không có cô đơn trong cái cuộc đời này. Trong cái đường đi nước bước của mình gặp những cái điều mà gọi là quế nhân, người ta giúp đỡ mình hơn. Đó cũng được cái đó, đúng không? Tạm đúng. Tưởng đâu bán tóc mỡ rồi quên hết chữ nghĩa đâu có chị. Lát chị nói riết là giống như kiểu mà em bán tóc mỡ ăn là mỡ nó lắc não em làm sao vậy. Thì ra là hồi xưa đi học văn sao 5-6 điểm á, 5-6 điểm là cũng được rồi, trung bình mà. Thật ra đó là đúng như là Minh Dũng nói với quý vị, cái phúc bất trùng lai, quả vô đơn chí á, thì mình hiểu đơn giản là cái phước á, thật sự nó là giống như cái cơ hội đó, nó không phải đến hoài với mình đâu. Cho nên á, khi mà nó có cái cơ hội là mình phải biết nắm bắt và mình phải biết phấn đấu để mà mình phát huy được những cái mà mình đã có được, những cái thành tựu mình đạt được. Ví dụ ngày hôm nay mình đạt được một cái điều này, người ta khen mình, công nhận Dũng nó có phúc ghê. Thằng Dũng nó có phúc ghê, thằng Dũng công nhận tổ nghiệp thương nó ghê. Ví dụ vậy, đó là vậy. Cái phúc đức của em. Thì không phải vì đó mà em tự mãn, rồi em không có phấn đấu, không có mà tích thêm cái đức nữa. Thì cái người ta nó có đức mặc sức mà ăn. Nếu như mình xài cái đức đó của mình á, mà mình xài phung phí, mình xài hoang phí quá thì nó sẽ hết. Đúng không? Nếu bây giờ mình giàu có là mình có phúc đúng không? Ừ. Nhưng mà giờ cho cha mẹ mình sinh ra được trong một cái nhà, mình có phước mình mới được sinh ra trong một cái nhà mà có cha có mẹ đàng hoàng đầy đủ và giàu có để cho mình đi ăn đi học, thì cái đó là cái phước của mình. Nhưng nếu mà mình không có dựa trên cái phước đức đó mà mình cố gắng, mình phấn đấu, mình học tập, mình vươn lên, rồi mình tiếp tục mình sống, mình làm việc, rồi mình để mình hậu vận, mình tích lũy, tích lũy mọi thứ, thì dù có là coi như là núi, tiền núi nó cũng lỡ, ăn nó cũng lỡ nữa. Đâm ra là người ta muốn nói cái câu là phúc bất trùng lai, có nghĩa là cái phúc đức á, nó sẽ không có lặp lại hoài cho mình nhiều lần. Và khi mình đã được có cái phúc đức đó rồi thì mình phải cố gắng sống, làm việc và
khổ luyện, tập luyện, huấn luyện, dày công tu luyện, nói chung nhiều thứ cái gì cũng phải luyện, tu tập để mà cho cái phước đức đó nó được kéo dài và nó càng ngày nó càng dày thêm. Đúng chưa? Đúng để mà mình có thể mình sử dụng mình sống trong cái cuộc đời này nó được cái sự bình an, đó là cái phước bất trùng lai. Còn cái quả đó là không ai nói trước được, cho nên là cái quả nó sẽ đến rất là bất ngờ. Mà khi cái quả nó đã đến á thì sẽ không có ai ở bên cạnh mình hết. Mà mình đỡ cũng không kịp. Chỉ có một mình thôi. Vậy thì người ta mới nói đó, những người cái quả đó khi mà người ta xảy đến rồi đó thì người ngoài người ta đương nhiên người ta sẽ nhìn mình thôi để mình tự giải quyết. Chứ cái quả của mình không có ai nhảy vô giúp mình hết á. Thì mình giải quyết được cái quả đó như thế nào á thì người đời người ta sẽ phán mình là nó có phước nên là cái quả nó vượt qua được. Nhưng mà cái người nào mà đi luôn đó, nó tới gặp cái quả mà đi xa luôn là thằng đó vô phước. Hết phước. Cho nên thật sự có những cái gia đình ngày xưa chị đã từng chứng kiến là rất là giàu có. Tự nhiên mình trong cuộc sống nè, Dũng có thấy những cái qua nhiều khi có những gia đình họ giàu có, họ này kia, nhưng mà tự nhiên bỏ một thời gian họ bị một cái tai họa ập đến, hoặc là họ làm ăn thua lỗ, họ bỏ bị giật hụi giật đồ, làm ăn thất thoát thua lỗ, hoặc là họ bị vi phạm cái này cái kia gì không biết, bỗng tự nhiên một cái gia đình mà mình thấy giống như là một cái đại gia, một cái gia đình mà giống như cảm thấy là mấy đời giàu có, nhưng mà đùng một cái là tự nhiên là nó hoàn toàn nó xảy tới. hoàn toàn trắng tay, hoặc là nhiều khi tự nhiên đứa nhỏ sống trong gia đình ba mẹ giàu có, lên xe hơi xuống xe hơi, đùng một cái tự nhiên là mà cha làm việc gì đó cái tự nhiên là vô tù ra khám gì vậy, là người ta đâu có biết trước được. Đúng rồi. Không ai ngờ được cái chữ ngờ đó, đúng không? Là đứa nhỏ đi học ngày xưa giờ là nó sung sướng, hoặc là gia đình đó là lên voi xuống chó, và cái gia đình đó là bước ra là lên voi xuống ngựa, coi như là ai cũng hâm mộ, ngưỡng mộ. Không ai có thể ngờ được, mà bản thân cái người trong cuộc đó người ta cũng không bao giờ người ta ngờ được có một cái ngày mà người ta phải xuống chó. Đó, giống như là cái câu chuyện mà coi như là công tử Bạc Liêu đó, đúng không? Là cũng là trong những cái trường hợp đó. Đó. Rồi coi như hồi xưa là đốt tiền bằng giấy nấu trứng đồ đó, rồi cuối cùng là sau này chết mà gọi là chết mà. Hay quá Dũng ơi, tự nhiên em vô cái ví dụ này trúng luôn á. Chết mà coi như là chết, nghe nói đâu nằm ở ngoài công viên Tao Đàn á chị. Có nằm phía dưới công viên Tao Đàn mà coi như là nghèo thất nghèo sơ luôn. Vậy hả? Là công tử Bạc Liêu. Công tử Bạc Liêu đó. Công tử Bạc Liêu là Hắc hay Bạch? Bạch. Bạch. Ông Bạch đó. Ông Bạch đó. Cái câu chuyện này là cái câu chuyện là hồi xưa nha, còn em có một cái câu chuyện này nữa mà nói về cái phúc bất trùng lai mà quả vô đơn chí luôn. Là có một cái anh chị Kiều ở bên Mỹ á, hai chồng. Ở bên đó làm ăn coi như là đi bưng phở, bán phở đó. Một ngày chỉ mua một tờ giấy số, cái anh đó anh mua giấy số là anh hùng với người ta, tờ giấy số Việt Lót đó, cái spot gì đó. Một ngày nọ tự nhiên trúng mấy triệu đô. Trời đất cái ơi. Phút tới đó. Trời ơi, đó, phút tới đó. Mấy triệu đô luôn. Trời đất ơi, từ một cái người mà bình thường ha, bắt đầu nói chuyện bắt đầu ngên cái mặt gì nè. Thậm chí cái đứa con á, nó gặp những cái người giống như em với chị nè, nó hất mặt, nó nói chuyện mà rất là bố láo luôn. Nó rất là bố đời luôn á nha. Đến một ngày nào đó, chị biết không, chơi mà chơi casino đó. Chơi casino xong rồi hết. Nói chung là cũng còn tiền chứ không phải là không còn tiền. Hột sàn hột nấy bằng cái cục mắt của mình vậy nè. Một ngày nọ đi về Đà Nẵng đám cưới. Xong rồi cái đợt đó là em có đi ra em diễn ngoài đó. Nói chung là bạn của một người thầy. Xong rồi cái đi ra ngoài cái lúc mà đi đám cưới con á, thì lúc đó mời tụi em ra diễn xong rồi cái lúc mà đi đưa tiền để mà coi như để cho tụi em đi về Sài Gòn á, thì đem tiền ra mà hột xoàn nó bỏ trong giỏ hết, chưa có kịp cất vô trong cái kết sắt. Trời ơi, ăn cướp nó 3,000 mà nó chật gieo một cái mất hết Đà Nẵng. Mất hết tài sản luôn, không có tiền luôn á chị. Đến nào bây giờ họ nghèo á, họ sống qua bên Mỹ, họ sống nhà hơi sống như cũ. Nhà hồi xưa là sống một nhà ở trên lốt là 1 triệu đô. Là cái lúc trúng số. Đúng rồi. Nhưng mà trước khi trúng số thì cũng nghèo. Cũng nghèo, sau đó sống một cuộc sống xa qua xa xỉ. Xa qua xa xỉ, giờ mèo lại hoàng mèo. Cố kỵ vẫn hoàng cố kỵ. Thì đó là cái gì? Đó là phút tới mà không biết nắm giữ mà, đó. Mà chị biết không, cái đứa con á, lúc mà trước á, nó sống nó kiểu nó khinh mạt người ta đó. Bây giờ tự nhiên nó cảm giác nó biết á. Nó biết được là ba mẹ nó xuống dốc rồi. Tự nhiên nó hiền lại chị. Nó đối xử với người ta bắt đầu nó dễ thương lại. Biết cái đó là gọi là cái gì không quý vị? Cái đó gọi là cái ơn trời á. Ông trời không bao giờ triệt đường sống của ai. Nghe cái câu nha. Ông trời không bao giờ triệt đường sống của ai. Khi ông lấy đi của ai bất cứ một cái gì thì ông sẽ cho lại người ta một cái gì đó. Cho nên có những cái gia đình họ nghèo từ đời này qua đời nọ, nhưng mà bỗng một cái tự nhiên họ trúng một cái gì, cái gì họ ra sau vườn, họ đào vườn, họ lên một hầm vàng. Có nha. Là tự nhiên là họ giàu lên.
nha quý vị. Và có những gia đình họ đang giàu ba đời luôn, người ta nói không ai giàu ba họ mà không khó, ai khó ba đời. Đời có nghĩa là mình phải luôn luôn phấn đấu, nếu mình có nghèo khổ mình phải phấn đấu để một ngày nào đó cơ hội nó tới là mình phải nắm bắt chứ. Bây giờ mình cứ bi quan mình buồn bã thì cái cơ hội nó bay qua mặt mình là nó bay đi luôn. Đúng chưa? Đúng. Giống như mà hồi đó Dũng hay cầu nguyện tổ là tổ nhìn mặt con cho con, cho con phất lên. Thì không, mình cầu nguyện tổ nhưng mà bản thân mình phải là phấn đấu cái nghề nghiệp, cái diễn xuất, thì khi cái cơ hội cái vai diễn nó tới thì mình mới nắm bắt được, thì mình mới bùng sáng được. Chứ bây giờ suốt ngày cứ ai oán sao người ta giàu mà con nghèo, sao ta giàu con nghèo, mà mình làm biếng chay lười lao động thì khi cơ hội nó tới cũng không có phất lên được. Nhưng cái vế thứ hai là nếu như mà để kể cái câu chuyện đó là bỗng nhiên cái gia đình đó, gia đình bạn chị là đang giàu, coi như là giàu có, đùng một cái là gia đình ba của người đó làm ăn thua lỗ rồi mẹ chết rồi, tự nhiên cái gia đình xuống mà bây giờ là tan tác luôn. Đó thì rõ ràng người ta thấy rằng cái gì mà khi đã quay lại cái câu chuyện, khi mà cái quả nó tới đó, khi cái phúc nó tới là nhiều người xăm xe, giống như bạn em mình trúng số thì nhiều người bạn bè tới rồi xăm xe đi ra đi đó, đúng không? Nhưng mà khi cái người đó gặp quả rồi có ai bên cạnh hay không đó. Và bây giờ mình nhắc lại câu chuyện đó, mình chỉ nói là đó nó vô phước, đúng không? Thằng đó nó không có phước và nó không có đức, dân trọng là người ta sẽ nói thằng đó không có đức. Thì ở đây cái nghĩa đen, cái nghĩa đen là mình hiểu rồi, nhưng mà cái nghĩa bóng á, ý nói rằng con người mình sống là phải tích đức và cái quả thường là tự nó phát ra từ cái miệng. Cái quả nó từ cái miệng mà ra. Đúng rồi. Cho nên người ta mới uống nắng cái con người, ông bà mình muốn dặn dò rằng á, mình sống á, mình phải tích đức, mình đừng có gây quả, mình đừng có gây những cái gọi là cái nghiệp. Tại vì khi mình gây cái nghiệp á thì đến lúc nào mình gặt cái quả báo là mình không có lường trước được. Đừng bao giờ ỷ lại, và tất cả những cái nghiệp là do cái miệng mình mà đâm ra những cái lời mà mình đặt cay nghiệt, hay là mình nói cái gì mà nó mang tội lỗi là từ cái miệng mà ra. Đúng hết rồi. Thì nó sẽ dẫn đến á, bây giờ trước mắt mình không có thấy, nhưng mà khi cái quả nó đến lúc nào mình không ngờ trước được. Và khi cái quả nó đã đến rồi á thì thông thường á, quả vô đơn chí là sao, giống như bình thường ngày nào mà em để ý đi, cái ngày nào mà em xui, nó xui từ sáng đến tối luôn. Đúng rồi, nó tới dồn dập, mình vừa mới bực cái này chưa hết là nó tới cái kia đó. Từ cái tháng nó xui một cái hả, ví dụ nguyên một cái ngày đó nha, là coi như là nó kéo dài hoài luôn đó. Đi ra đường mình đang đi bình thường cho tự nhiên cũng bị té xe đó, cũng bị đụng xe đó. Hoặc là nhiều khi cái tháng đó, thí dụ cái câu đó mình nói ra đối với chị hàng ngày, chị nghe nó rất lọt tai, nhưng tự nhiên cái tháng xui tự nhiên em nói cũng là cái câu đó đi, mà chị cảm thấy chị không lọt tai, chị chửi đó, đó nó là bị xui. Bị xui đó là cái gì thì người ta là vô phước. Nói tóm lại là cái vận xui, cái vận đen đủi của mình, mọi thứ nó từ bản thân mình mà ra. Nếu mình sống hàng ngày mình tích đức, mình tạo cái duyên lành thì từ từ mình sẽ hưởng cái phước đó hoài, nó dài, nó bền, nó lâu. Còn khi mà mình làm những cái chuyện không có phải, mình không tích đức, mình không tu tâm dưỡng tánh á, là thật sự là ông trời ông thấy hết á, nhưng mà ông cứ để đó, ai còn cái phước thì cứ hưởng. Nhiều khi kiếp này mình chưa, nhưng mà cái kiếp trước phước mình đang còn, thì bây giờ mình đang hưởng nên mình phải tạo tiếp cái phước cho cái từ kiếp sau này nữa, cho không bây giờ không tới kiếp sau đâu em, nó liền tay luôn. Thì mình phải tạo mỗi ngày đó để mà mình hưởng được, mình sử dụng hoài. Còn nếu mình sống mà mình không có tạo cái duyên lành, mình cứ đi gieo nghiệp không à, thì đến một lúc mình sẽ gặt. Và khi mình gặt đó là những cái là liên tục nó ập đến, người ta nó hoài vô đơn chí. Là chỉ chẳng một cái người mà nó khổ đến tận cùng, yêu đã nghèo mà còn gặp cái eo đó, ví dụ như đã bị tai nạn rồi chữa không tiền chữa trị, rồi vô còn gặp cái này gặp cái kia, nó đủ thứ cái chuyện xui xẻo nó ập tới cùng một lúc, thì ta gọi là quả vô đơn chí. Mà lúc đó ta gọi là kêu trời cũng không thấu nữa, kêu trời không đất mà kêu đất cũng không nghe. Và những cái này chúng ta hoàn toàn không thể lường trước được, không lường trước được nha Dũng. Một ngày đẹp trời tự nhiên nó ập tới là nó ập tới lúc nào mình không hay biết. Thì cái này thường thường người ta không lý giải được, cái người ta nói là thằng nó không có phước. Cho nên chốt lại là ông bà xưa mình nói câu đó chỉ để là răn đe, giáo dục và dạy dỗ chúng ta nên sống làm người phải hoàn thiện, quan trọng nhất là cái đức. Thì có cái đức thì mặc sức mà ăn đó. Đừng có vì hôm nay chúng ta có cơ hội, chúng ta trên đỉnh vinh quang mà chúng ta gọi là tự quá sự là tự tin tự phụ, rồi không có tích lũy thì cái vốn nó dù có là núi đi chăng nữa mình ăn rồi nó cũng sẽ hết. Giống như có cái cây mình trồng nó ra trái, mình ăn hoài mình không chăm bón cái gốc thì cái cây nó cũng sẽ héo thôi. Còn những cái người nào mà đã ví dụ có khổ quá thì mình cũng đừng quá bi quan, cố gắng phấn đấu, ông trời ông có mắt, biết đâu một ngày nào đó cơ hội bất ngờ nó tới thì tự nhiên người ta sẽ là thay đổi cuộc đời của người ta đó.
Hiểu chưa? Dạ em hiểu rồi. Dạ, tôi thấy câu bộ mấy câu xưa câu bộ cũng không được ổn lắm ha. Không hiểu mà, thì nãy giờ em đã cùng phân tích với chị rồi còn gì nữa đúng không? Tôi kiếm bữa nào mà câu gì mà khó thiệt khó, bà bỏ cái vụ Hoàng Phúc với thằng Đức rồi nha. Tại cái đó em xàm chút xíu cho vui vậy thôi. Dạ. Đó, thưa quý vị, ông cha ta là câu nào cũng hay hết. Thì quý vị còn muốn có, đây là Tường phục vụ theo nhu cầu của quý khán giả đó nha. Quý khán giả muốn Tường nói về những cái câu gì nữa mà cái câu nào khó khó, chứ mấy cái câu mà nó dễ quá thì có gì đâu tranh luận quý vị. Câu gì khó khó mọi người cứ bình luận bên dưới, rồi Tường cũng như là những cái người thân của Tường sẽ cùng Tường chia sẻ những cái góc nhìn, những cái suy nghĩ của mình để chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm về những cái gì đó của ông cha mình ngày xưa nó rất tinh hoa tinh túy. Ok, cảm ơn Dũng rồi, nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye. Uống hết cà phê đi, cà phí nào. Mọi chi tiết quảng cáo xin vui lòng liên hệ 0903 600 277 hoặc liên hệ trực tiếp với Facebook Nguyễn Trí Cát Tường có dấu tích xanh chính chủ mọi người nha.